anh có thương em thiệt không? Cái ảnh mới nói thật, sao em hỏi vậy? Nói thật vậy anh cưới em đi. Cái lúc mà vợ em hỏi em câu đó là lúc đó em sao? Lúc đó là cảm thấy là dính rồi, bắt đầu là ở đây chuẩn bị cưới luôn. Ông nói là tuần sau ông xuống, ông sắp xếp trong vòng 5-7 ngày ông xuống. Thì là ông xuống thật. Đưa ai xuống? Đưa mẹ cha, hay đưa mẹ đưa... rồi thêm bà con nữa xuống. Gần tới rồi bắt đầu vô xin phép cha, cha đóng cửa cái vòng, cha ở chậm luôn. Có cần anh thêm phụ gì không? Dạ không, nhỏ nhỏ thành vậy hả? Hôm quà của mình em ơi. Mình dạ. Thích quá, thích quà điên, quà điên, quà điên. Dạ, dạ. Dạ. Cảm ơn tụi dạ. em nhiều lắm. Thôi bây giờ chị cũng nôn nao muốn biết là vợ chồng em làm cái gì ha. Xin chào chị Hồng Vân và chào anh Ngọc Truyên. Em tên Trình Thanh Đa, hiện tại là em đang ở Cần Thơ và em đang kinh doanh bất động sản và thêm một lĩnh vực nữa là thủy sản. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 33 tuổi. 33 tuổi mà giỏi. 33 tuổi mà giỏi dữ. Giỏi quá ha. Em chào chị và chào anh ạ. Em là Phạm Phúc Ngân, năm nay em 33 tuổi và em là bác sĩ thẩm mỹ da liễu, em đến từ Cần Thơ. Rồi cơ duyên sao mà hai đứa gặp nhau ta? Cơ duyên là em là bạn thân của em Út, của anh Đa. Rồi em một lần tình cờ em đến nhà chơi thì em gặp anh Đa. Em thích anh Đa. Em thích liền luôn. Em thích liền luôn. Dạ đúng. Ủa? Rồi thì em thấy sự chững chạc của anh ấy, và anh ấy là nghe giới thiệu anh ấy là một người thành công rất là sớm. Rồi lúc đó Đa đúng. Em có thích bé này không? Lúc đó thì em nhìn cũng gọi là thích cái dáng kiểu sinh viên á, trong veo á. Trong veo. Lúc đó vợ em có đẹp như bây giờ không? Lúc đó đẹp hơn nhiều. Wow, vậy đó hả? Hồi xưa chưa có thẩm mỹ, bây giờ nó thẩm mỹ hết rồi. Khi mà gặp là em thích rồi, thích xong rồi, nhưng mà ông ấy lại có một cô bạn gái mà ông quen là 9 năm rồi. Lúc đó em không có biết. Nhưng mà mẹ chồng vừa gặp em là mẹ rất là thích rồi. Mẹ nói với em Út là con ơi, con làm mai cho anh với con đi. Tại vì mẹ là mẹ không thích cô bạn kia. Không có chịu, mới nói với anh Đa như thế đó. Thì mình về mình thích rồi, thành ra là lúc cũng không biết anh có bạn gái gì đâu. Rồi xong vài hôm sau đó, thế là mới có cơ duyên là bạn thân ngủ đi uống nước, thì ra là gặp ổng nữa. Thì bắt đầu trái tim mình nó loạn nhịp. Cái lúc đó mình càng thích nhiều hơn nữa. Bối rối hơn nữa. Xong cái về nhắn tin, mà không có yêu đương gì nhau hết, cũng không có nói ai thích ai cả, chỉ là nhắn tin hỏi thăm thôi. Nhắn qua nhắn lại, vài hôm sau là tới lễ tình nhân. Thì tụi em chưa nắm tay, chưa nói yêu đương gì hết. Thì trong cái lễ tình nhân đó, tự nhiên cái cô bạn của ổng gọi điện thoại cho em. Nói là tại sao mà lại quen bạn trai của tôi mà dùng số điện thoại của ổng gọi cho em. Em tưởng đâu ổng tưởng miệng tính lên hết trơn, bắt đầu nghe tiếng phụ nữ. Thế là bạn là Phúc Ngân phải không? Bạn tại sao bạn lại quen bạn trai của tôi? Mẹ của ảnh thích bạn á, là anh ấy sẽ chịu bạn sao? Tự nhiên cái em lúc em hiền khô, em khóc hụt hẫng. Em nghe vậy tự nhiên hụt hẫng. Nói trời trời, chuyện gì xảy ra vậy? Bộ mình có chuyện gì vậy? Mình không có biết người ta có bạn gái, không biết gì hết luôn. Mà nghe bạn ấy nói thôi em chỉ biết khóc. Rồi từ đó về sau em biết rồi, em hận ông này. Rồi em cắt bỏ, em xóa số điện thoại các kiểu luôn. Vậy thì bây giờ là đã nói cho vợ em nghe đi, là sau cái buổi đó đó thì cái tâm trạng em sao? Lý do nào, bằng cái cách nào mà cuối cùng là hai đứa tụi em đến được với nhau, là em lấy Ngân làm vợ? Sau cái khoảng thời gian đó, khi mà bạn gái cũ có liên hệ với vợ em đó, thì một khoảng thời gian thì cũng có quen tiếp tục, nhưng mà mình suy nghĩ kỹ lại, mình là chọn con đường vợ mình sau này là như thế nào, rồi phải xứng đáng hay không, thì lúc đó là em mới suy nghĩ thiệt là thấu đáo. Xong một khoảng thời gian đó là em sẽ chia tay với bạn gái cũ luôn. Bao nhiêu lâu? Cũng khoảng ngắn à, tại vì em đã có cái ý định trong đầu sẵn rồi. Mình chia tay nhưng mà trong một cách là gọi là êm đẹp nhất. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó thì em có liên lạc với Ngân không? Hay là dạ, hay trong là... khoảng thời gian đó là cắt đứt liên lạc luôn. Sau khi em ra trường rồi, em về quê, em làm việc với cha ở nhà, có phòng khám tại nhà. Thì khi đó đó là vô tình cha của em á muốn gả em cho một người, một người khác nữa. Dạ đúng rồi, ở dưới Kiên Giang dưới quê á. Cha nói là cha già rồi, cha còn sống khi nào, muốn tìm một cái nơi để cho con dựa dẫm, cho nên cha muốn gả cho một cái người nào mà cha cảm thấy an tâm và tin tưởng nhất thì cha gả cho con của người bạn thân của cha. Thì cái anh đó mới đi du học ở Mỹ về, xong cái em không chịu. Em nói với cha là cha ơi, con không thích. Cái vừa nhắn tin lại chầm khoảng tháng mấy, hai tháng chứ gì, nhắn tin lại một tháng mấy, hai tháng thôi. Thì em mới nói với anh Đa là anh có thương em thiệt không? Cái ảnh mới nói thật, sao em hỏi vậy? Nói thật vậy anh cưới em đi. Cái lúc mà vợ em hỏi em câu đó là lúc đó em sao? Lúc đó là cảm thấy là dính rồi, bắt đầu là ở đây chuẩn bị cưới luôn. Ông nói là tuần sau ông xuống, ông sắp xếp trong vòng 5-7 ngày ông xuống. Thì là ông xuống thật.
Đưa ai xuống, đưa mẹ cha, hay là đưa mẹ rồi vậy thêm bà con nữa xuống. Gần tới rồi bắt đầu vô xin phép cha, cha đóng cửa cái rộng, cha ở chổng luôn, cha không thèm ra. Lúc đó em ở chung với bà nội nữa, thì cái nhờ bà nội năn nỉ tiếp, cái bà nội cũng khóc, bà nội nói kêu hoài không ra, bà nội nói nó không có mẹ tội nghiệp lắm rồi, rồi giờ cha còn không chịu nữa, vậy thì tội nghiệp nó lắm con ơi. Ra đi thì bắt đầu không biết sao đó cái ở chổng cha không khóc, thì lúc đó là cha ổng khóc xong cái ổng đi ra tới trong này, cái là em ngồi em khóc rồi em nói ờ ra vậy thôi chứ biết không được gì đâu đó, rồi em bỏ chiếc dấu rồi em mới nói em xin lỗi anh, bởi vì á chứ không biết cha có đồng ý hay không. Ổng nói là cỡ nào anh cũng sẽ cứu được em. Rồi ở ngoài tự nhiên cái ngồi chừng vòng khoảng nửa tiếng rồi cái nghe cười hả 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 anh xui bắt tay gì, trời ơi cái gì xảy ra vậy mà mình không biết mình gã đi từ lúc nào. Thì á thằng ba mẹ bên đây nói là cô kêu ba mẹ đi, cái kia mấy người nói cái gì xảy ra vậy ta, thì mình cũng không biết luôn. Vậy là nói chung là sau đó là chắc cưới luôn đúng không? Dạ sau chừng tháng rồi, chưa được tháng nữa là đám cưới đám nói luôn. Mà thật sự một cái kỷ niệm lớn nhất đó là hai đứa chuẩn bị đám cưới rồi mà mới nắm tay lần đầu tiên. Mẹ nói là gần đám nói thì chuẩn bị đi mua vàng cưới, mua quà cưới lên thơ, rồi xin thì cha không cho đi. Cha nói không có cho đi, chừng nào cưới xong mới được đi riêng. Cha nói cỡ đó. Cha vẫn còn sợ. Xong rồi mẹ bảo đảm, mẹ nói đưa đi xong rồi về liền. Đó, thì bắt đầu lên trên xe thì hai đứa lần đầu tiên mới nắm tay nhau, nắm từ Kiên Giang suốt rồi hai đứa nắm tay chặt mà không dám nói gì hết, không đứa nào nói gì đứa nào hết. Thì bạn đang là một người cực kỳ mà ít nói, còn trong khi em thì lúc đó mình ngại muốn chết, thành ra đâu có nói gì đâu. Hai đứa nắm tay đi suốt chặng đường tới Cần Thơ luôn mới buồn. Rồi coi như là mình đến cái phần gọi là phần lấy nhau rồi, dạ, làm đám cưới rồi. Có em bé chưa nè? Dạ có một bé. Một bé mấy mấy tuổi rồi cưng? À một bé hôm nay là 2 tuổi rưỡi. Rồi khi mà về ở với nhau thì là có những cái cá tính gì, có những cái tật gì mà làm cho đối phương cảm thấy chưa vừa lòng? Quan trọng là em cứ về là em thời gian đầu em không sống không hạnh phúc, là bởi vì em cứ nhớ lại chuyện cũ. Ghen á hả? Ghen lắm. Ghen với cái ngày xưa cũ đó hả? Tại em vì... cảm nhận hồi nãy nội đây vẫn còn ghen hay sao á? Vừa nhắc tới có lần nữa cứ mắt liền. Như vậy là sẵn đây á, em nói luôn đi là vợ bị bệnh ghen đó. Đúng không? Vợ em á, một cái điểm xấu đó là ghen. Theo rồi đó, bây giờ em kể tiếp đi. Đúng rồi, Ngân còn cái tật xấu nào, nào theo nữa? Em á? Thấy vậy chứ hung dữ lắm. Thấy vậy chứ hung dữ lắm. Không dữ hả? Đâu thấy mau nước mắt lắm mà. Nước mắt mau ghê nhưng mà tay nó cũng mau tới. Tức là có tác động vật lý hả? Không dữ. Tác động vật lý với em không? Cũng có một chuyện. Cái bước cướp của em á là em chở vợ đi dạo. Rồi em thấy cái xe mà gọi là chở mấy cái bạn đi đi á, cái em mới nói ờ em ơi xe gì sao chở phụ nữ không vậy? Là bà này bà hừng lên rồi. Máu ghen nổi vậy á. Thì đó bà hừng sao nè. Hừng lên ha. Hừng lên vừa về tới nhà, mở cửa ra ha, cầm nón bảo hiểm đánh rồi. Đánh em luôn hả? Đánh luôn, không nói gì. Đau không? Không, đúng không là mình đội nón bảo hiểm. Rồi sao hai chồng có giận nhau không? Lúc rồi, đó có giận rồi, không? Lúc đó đa xử lý làm sao? Rồi xong cái rồi em vạo em nói tại sao mày đánh tao? Tại sao mày đánh tao? Bà lần đầu tiên có chịu đau bà này, bà, đúng rồi, mình đâu có làm gì đâu, mình cứ nói vậy thôi mà tự nhiên cái lụng đánh mình. Cái bà này bà nghe cái câu mày gì đó không bảo hơn nữa. Tại vì em là một người không thích nói chuyện chỗ đó. Em là một người thích nói chuyện ngọt ngào, nhẹ nhàng. Em tổn thương quá trời, có em đi xèo xuống em đi hết nổi rồi. Em mới bò vô trong cái phòng. Em nói rồi, vậy là mình lấy sai người rồi. Em lấy loại thuốc này tính tự giận. Trời đất ơi. Em lấy loại thuốc tự giận. Không có gì luôn á. Không hiểu sao có em cảm thấy rất là nặng nề. Em đã nói sao mình ngu dữ vậy trời. Bây giờ mới biết mình thật sự có là ngu trong giai đoạn đó. Cho nên là đừng có ai mà giống em. Nghe tin nhắn của bà này tự giận này kia là mình hết hồn. Về chạy kiếm vòng nhà không có. Tôi thấy cái cửa này phá rồi mình mở không được, kêu qua không nghe, rồi đạp cửa vô thấy bà này bà đang uống thuốc tùm lum hết trơn, đem lôi vô toilet đổ nước vô chặn cho ối ra. Sốc ruột luôn. Hai điểm xấu quá là sốc nổi, tức là một cái là ghen nè, một cái là sốc nổi. Em mong vợ em khắc phục được cái tật gì? Bây giờ khắc phục được chưa? Bây giờ còn bao nhiêu phần trăm? Về cái tật hung dữ là khắc phục cỡ còn 30% nữa thôi. Còn 30%. Dạ. Rồi cái ghen. Ghen là 90 à. Vẫn còn 90%. Còn một chút xíu ghen. À còn 10% ghen thôi hả? Dạ. Không phải giữ, phải giữ 10% đó thì mới có. Ồ, chỉ còn 10% thôi đúng không? 10% đó ghen với nhỏ con gái ở nhà nữa. À tới điểm ngon rồi. Vậy em mong muốn vợ em bớt luôn cái 30% đó không? Trong chương trình này thì anh cũng muốn em là không còn hung dữ nữa. Em hung dữ nó phải có nguyên nhân.
Thành ra bây giờ muốn biết cái tật xấu của chồng để mình biết nguyên nhân tại sao Ngân không giữ. Đó, bây giờ tới em đó. Chồng có tật xấu gì em nói thử coi. Tật xấu thì em nghĩ là rất là ít nói. Lạnh lùng không? Ít nói, đúng rồi. Hot boy lạnh lùng. Mà em ghét cái tật lạnh lùng lắm. Bởi vì tại sao em không giữ? Thì ví dụ như có một câu chuyện gì đó đi, thay vì hai đứa cùng ngồi với nhau giải quyết là xong rồi. Hôm nay không bao giờ nói chuyện. Em nói thôi, em nói cho đã em rồi thôi, rồi hôm sau em chưa nói được hết, chưa giải tỏa hết thì bắt đầu em nói lại, cứ nói đi, nói lại. Đó, thành ra là mới hung dữ. Rồi có lãng mạn không? Lãng mạn thì khi nào thấy em giống như giận rồi mới lãng mạn. Thấy em buồn một cái gì, biết em buồn cái gì đó rồi thì tự động đi lãng mạn hơn. Vậy hả? Dạ đúng rồi. Rồi em có mong muốn anh thay đổi gì không? Em muốn là chồng em sẽ nói chuyện nhiều hơn với em, để chia sẻ nhiều hơn. Cái cách của anh ấy là không có nói chuyện với em nhiều. Và cũng thật sự từ lúc cưới em bây giờ mà nói cái câu mà anh yêu em á, chắc đếm trên đầu ngón tay. Thôi bây giờ thay đổi đi. Sau ngày hôm nay mình thay đổi, có thể về hai vợ chồng mở lòng ra, tâm sự chia sẻ nhiều hơn. Tức là khi mà mình đã chọn nhau, có nghĩa là mình đã tự chọn hạnh phúc cho mình, thì mình phải chọn yêu thương để mình đối đáp lại với cái đối phương của mình. Chọn yêu thương để mình áp dụng với nhau, để rồi mình sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Sada, một lời nào với vợ đi, nói em ít nói kìa. Em tưởng tượng như đây khách hàng mua bất động sản của em đi, em nói cho chị nghe coi. Thì qua cái chương trình này thì anh cũng rút được cái nhiều kinh nghiệm, cũng nghe em nói ra được cái tâm sự của em mà em không dám nói với anh. Thì anh sẽ hứa là sẽ mở lời với em hơn, mở lòng với em hơn, và sẽ cùng chia sẻ với em hơn, mình cùng với nhau để có những cái cuộc sống hạnh phúc hơn nữa. Hay quá. Rồi là nha. Đáng yêu quá. Rồi, cảm ơn tụi em rất là nhiều. Em của tôi, một người em của tôi. Đây đây, để anh, để anh, để anh. Em ngồi. Cẩn thận ghế nghiêng nha. Bây giờ em xin giới thiệu với chị, đây là một cặp đôi mà Quốc Thuận đã từng đến gõ cửa thăm nhà rồi. Một người em với một ý chí, với một nghị lực sống rất là phi thường. Mời hai vợ chồng giới thiệu cho chị Vân đi, cũng như khán giả chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son ạ. Em xin được giới thiệu, em là Tô Đình Khánh. Em năm nay 30 tuổi, hiện tại đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc của Khánh là bán hàng online. Dạ, hiện tại em đang kinh doanh online. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Ông Vân. Em tên là Trần Thị Thương, em năm nay 26 tuổi, em quê ở Bình Định ạ. Theo chồng vào Sài Gòn lâu chưa? Dạ, em mới đây ạ. Lấy chồng xong rồi theo chồng đó đúng không? Dạ. Trong chương trình gõ cửa thăm nhà thì không có hỏi nhiều về cái câu chuyện tình yêu, cũng như là cái câu chuyện mà làm sao các bạn gặp nhau, các bạn yêu thương nhau và kết hôn với nhau. Hả? Thì bây giờ mình tới chương trình Vợ Chồng Son rồi, thì mình sẽ khai thác rất nhiều những câu chuyện về tình yêu của hai bạn nha. Thôi bây giờ hai đứa kể cho anh nghe đi, làm sao mà hai đứa gặp nhau. Thì cơ duyên thì em gặp vợ em năm 2022 á. Lúc đó là em cũng mới chia tay mối tình mà em cũng tìm hiểu, thì do là không có đến được với nhau. Thì trong cái khoảng thời gian mình cô đơn, rồi cũng có một chút tổn thương trong chuyện tình cảm. Thì khi đó là tháng 3 năm 2022 thì vô tình em check trong cái tin nhắn chờ của Facebook, thì em thấy một đoạn tin nhắn viết rất là dài của một bạn nữ gửi cho em. Xong rồi em bấm đọc. Em đọc thì em thấy là một cái dòng tin nhắn mà bạn ấy gửi cho em, thì em thấy rất là xúc động. Vợ em có chia sẻ là em đã biết anh từ năm 2019 rồi. Lúc mà em đang gặp được anh, em đang là thực tập sinh, em đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật Bản. Thì vô tình cũng là nhờ Facebook đưa em thấy một đoạn clip của chồng của em. Đó là ảnh vừa mới bị mất đi đôi chân của mình. Là do em mất đôi chân là do em bị tai nạn? Em bị một căn bệnh ạ. Tháng 4 2018 em bị tắc mạch máu, thế là phải cưa đôi chân. Xong rồi em nhìn trên đó thì bảo là một chàng trai trong cái tuổi thanh niên mất đi đôi chân. Chỉ là quay chứ không có nói nhiều về ảnh. Em cũng chưa biết tên hay tuổi hay là quê quán của ảnh. Vậy vô tình mình lướt trên đó, nó báo nó có một chương trình nào đó đăng về chàng trai đó. Và lúc đó em lấy chồng em thì khuôn mặt tiều tụy lắm. Trong khoảng thời gian đó em đi làm thì cũng một mình ở bên xứ người thôi. Thì mình cảm thấy mình cũng là thanh niên, ở tuổi này mà mình bị như vậy thì mình cái cuộc sống của mình như thế nào, và mình phải vượt qua nó như thế nào. Với lại lúc đó em cũng ở trong tình trạng là
cô đơn. Thì mình nghĩ là như mình thì có thể vượt qua sự cô đơn đó, nhưng mà người như thế rồi người ta có một người nào đồng hành cùng hay không, thì hay là người ta chịu cô đơn như vậy thôi. Thì em tò mò, nhưng mà kiểu là trời không có xe nhiều, đỡ em tìm hiểu thêm. Vậy là vô tình em bị mất thông tin về anh chồng của em. Tới 2022, 4 năm sau em mới gặp lại anh. Vô tình biết lại thông tin của anh. Vậy đó hả? Dạ. Em cũng là người nhắn tin trực tiếp, là khi biết ảnh gặp lại anh là em vội vàng em là kiếm cho mình được chồng mình. Và xong rồi em bị tìm tên Tô Đình Khánh thì có ra không? Nhưng vô tình lại hiện anh lên. Mình xúc động quá, mình vui quá vì lại gặp lại anh sau nhiều năm mình chờ. Xong rồi em mới nhắn cho anh cái tin là cảm ơn anh đã cho em gặp lại anh sau khoảng thời gian dài. Cả đêm em nằm em thao thức em chờ. Hơn sau là chồng em phản hồi. Với em thì lúc đó em vô tình em đọc được thì em cảm thấy nó khác biệt so với những cái tin nhắn của những người khác. Đầu tiên ấn tượng là cái bức thư rất là dài, thì mình thấy là một cô gái mà gửi cho mình thế này thì mình thấy cũng xúc động. Từ đó là em trả lời rồi bọn em cũng trò chuyện qua lại. Lúc đó em chưa biết là bạn ở Nhật đâu. Lúc đó em hỏi là em hiện tại ở đâu, rồi hiện tại làm công việc gì. Thì vợ mà lúc đó là em ở xa lắm anh ơi. Thì bạn bảo là em ở Nhật Bản. Thì anh bảo là vậy thì khi nào có dịp về Việt Nam thì có thể là ghé Sài Gòn chơi. Lúc đó em cũng không có nghĩ là mình sẽ ngỏ lời hay là mình thích bạn này đâu. Có nghĩa là mình chỉ là một người giống như là bạn vợ em ấy, đang là mến mộ em thôi. Thì em cũng không dám nghĩ nhiều. Thì trước khi mà về Việt Nam ấy, thì em có nói chuyện với Thương. Lúc đó hai đứa nói chuyện 2 tháng cũng có sự tìm hiểu với nhau ấy. Thì em nói là bây giờ em cứ về đi. Nếu mà em cảm thấy là đồng hành được với anh ấy, thì em cứ, tại vì em cứ chia sẻ với vợ là anh đã thất bại trong mối tình cũ là do cái sự không đồng ý của gia đình. Thành ra em muốn nói với vợ em là nếu như em thực sự muốn tìm hiểu anh hay là muốn đến với một người như anh ấy, thì em hỏi ý kiến gia đình xem thế nào. Nếu trường hợp mà gia đình em mà không phản đối hay là chấp nhận cho mình quen nhau thì anh mới dám đến hay là gì đó với em. Để là em không muốn đau thêm một lần. Đúng rồi, em không muốn và không muốn mất thời gian của mình vào một cái lỡ một lần nữa. Em đánh giá được vợ em rất là mạnh mẽ luôn. Thì lúc đó em nói chuyện với vợ thì vợ mới nói là em gọi về cho mẹ. Em nghĩ là nếu mà em muốn tìm hiểu chồng em thì em cũng phải nói điều đó với gia đình. Em nghĩ là em đánh tiếng với mẹ em trước. Em gọi từ bên Nhật Bản về thì em có nói là mẹ, nếu mà mẹ có con gái, có người yêu như vậy đó, thì mẹ ở vị trí của mẹ, mẹ có đồng ý cho con gái của mình quen một người như vậy hay không? Xong rồi mẹ em im lặng. 2 ngày sau mẹ em mới trả lời cho em. Mẹ nói là phải là con quen hay không? Nếu mà con quen thì con phải nói với mẹ, chứ con không được giấu. Rồi cuối cùng mẹ có đồng ý không? Dạ có. Gia đình em á, thì cái ngày hôm đó như thế nào? Mẹ em thì ở xa, ở Bình Định, không có thể gặp, dẫn anh Khánh về gặp. Thì em dẫn chồng của em về nhà chị gái ở Gia Lai thì nó thuận tiện hơn. Sau đó mẹ em phải từ dưới quê là đi bắt xe lên thăm thăm chồng em. Thì lúc đó em rất là sợ, tại vì đôi khi là có thể nói thì mọi người có thể là chấp nhận được, nhưng em chỉ sợ khi nhìn trực tiếp mình đối diện á. Dạ. Em rất là lo từ cái hôm mà bắt đầu lên xe trực tiếp mình đối diện á. Dạ. Em rất là lo từ cái hôm mà bắt đầu lên xe từ Sài Gòn rồi lên Gia Lai đó. Cả đêm đó em rất là hồi hộp luôn. Thì vợ không sao đâu anh, cứ cố gắng thôi. Thì khi đó em lên thì lên đến Gia Lai là 4 giờ sáng, 4 giờ rưỡi thì đó là bắt đầu đến nhà được anh chị hai. Thì hôm đó trời đang gọi là mới sáng thôi, thì trời cũng mưa phùm phùm đó. Thì em rất là vui khi mà anh hai chủ động đi đón, rồi chủ động đỡ em xuống xe, rồi chào hỏi em thấy cái sự gần gũi luôn. Thì lúc đó em tự nhiên em thấy mình nhẹ hơn. Cho đến lúc gặp mẹ thì sao? Rồi đến trưa mẹ bắt đầu vào thì mẹ đến ôm em một cái. Vậy là quá xúc động rồi. Còn cái ngày đầu tiên mà em gặp chồng em khi em về Việt Nam á, thì cảm xúc em sao? Lần đầu tiên em về gặp chồng em á, thì tự nhiên em không biết sao em tới em ôm chồng em, xong em vuốt mặt chồng em, xong em cảm thấy trời, mình không có sợ, mình không có dị nghị về cái hình ảnh này, mà mình thấy chồng mình gần gũi mà thấy thân thương liền, đúng không? Còn Khánh thì sao? Anh thấy là em rất là xúc động. Dạ, bởi vì là khi mà Thương về Việt Nam á, Thương bảo là từ khi mà Thương đi á, không ai đưa Thương đi hết. Chỉ có là Thương rất là thèm cái cảnh được gia đình của mình đón trở về á. Lúc đó em bảo là thôi,
em cứ về đi, anh sẽ đi đón em. Thì em mua một bó hoa và em cũng đứng đợi, rồi em bước đến cái Thương ôm em cái là tự nhiên mình chưa kịp nói gì hết, chỉ đưa hoa rồi Thương ôm, vợ em ôm cái là hai đứa em dẫn vợ em về luôn. Là coi như lúc đó là nhập làm một rồi đó. Chắc có lẽ là đặt để từ kiếp trước rồi. Sau cái ôm đó là đưa về nhà làm nhân viên không, luôn đúng không ạ? Thương ở lại nó chơi với em 2 ngày. Lúc đó em chưa dẫn về nhà đâu. Thì bọn em cũng đi cà phê rồi đi ăn. Rồi bắt đầu sáng mai là Thương về thẳng Bình Định. Về gặp mẹ xong rồi một tuần sau là quay trở lại vô là, với em. Là ở nhà em luôn? Không, em thuê cho một cái phòng trọ cũng gần em. Gọi là em sắp đặt làm sao đó để thuận tiện nhất để em với bạn Thương có thể gần nhau rồi tìm hiểu nhau rồi đó. Rồi em có nói là thôi bây giờ em vào em làm cho anh luôn. Em làm cho em thì nói chung là tháng đầu tiên thì vẫn cứ như đã kiểu luôn. Là trả lượng có là nhân viên đàng hoàng, có nghĩa là đúng lúc đi làm là 7-8 giờ phải có mặt, rồi 12 giờ mới được nghỉ, rồi về ăn cơm 1 giờ phải qua làm. Đó kiểu như vẫn cứ là giữ một cái khoảng cách từ đó đến giờ là cũng 7 tháng rồi nhỉ. Từ lúc nghĩa là Thương từ Nhật Bản về đến đây. Có nghĩa là tụi em sống, bắt đầu chuyển qua sống bên nhà của, yeah, của Khánh á, yeah, là bao lâu thì mới kết hôn? Từ tháng tháng 6 đến tháng 7, đúng một tháng. Một tháng? Dạ, đến tháng 8 tụi em đi thiện nguyện thì bọn em vô tình biết là có em bé. Có nghĩa là chú với cô cũng sống thử với nhau rồi đấy. Thế là sao là các cô chú mới là làm đám cưới đấy. Tại vì khi mà em có nói chuyện với vợ và nói chuyện với cả mẹ cùng vợ nữa thì lúc đó hai gia đình em cũng rất là lo về vấn đề, ví dụ hai đứa mà có lấy nhau được thì không biết chuyện con cái như nào đó, thì bắt đầu là em cũng chia sẻ thẳng thắn là cũng không biết sau này chuyện con cái nó có đủ duyên hay không. Thì cũng nói thì được gia đình, đặc biệt là vợ, vợ cũng không có suy nghĩ về nhiều vấn đề đấy. Rồi mẹ vợ cũng vậy, cũng thôi nếu mà có thì tốt, mà không có thì không sao hết. Đó thì từ đó là bọn em muốn là làm sao đó, em muốn chắc chắn là mình có hay không. Đấy, em rất là sợ là ví dụ lấy rồi về không có con cũng rất là tội cho vợ luôn. Sau đó thì anh có theo dõi một số thông tin và anh cũng nhìn thấy một số video clip về những cái hình ảnh mà hai vợ chồng đi thử đồ cưới. Cái cảm xúc của hai vợ chồng, cái phút giây mà đi chọn đồ cưới, mặc cái bộ đồ cô dâu chú rể, thì những cảm xúc đó là nó như thế nào? Khi mà em quyết định tổ chức ngày cưới và em đi thử đồ cưới thì em xúc động. Cứ mỗi lần em nhìn thấy vợ em mặc váy cưới là em xúc động. Em không tin là đến ngày hôm nay mình có thể là có vợ được. Thấy vợ như công chúa luôn á. Mình thấy là tại sao mình, em tự hỏi mình là tại sao mình lại có thể lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy, mà dễ thương như vậy. Xinh đẹp. Rồi mình kiểu như là mình bị hút hồn bởi vì cái vẻ đẹp khi nhìn thấy người vợ của mình đang mặc váy cưới. Khi mà vợ em mặc đồ cho em, mặc áo vest cho em, đặc biệt là em lại không có quần. Khi vợ em mặc cho em, vợ em ngồi xuống rồi chỉnh cho em thì thực sự là em thấy một cái gì đó nó lan tỏa rất là mạnh. Bởi vì là khi một người phụ nữ rất là xinh đẹp mà còn trẻ tuổi lấy một người không có chân như em thì thực sự nó rất là đặc biệt nữa. Thành ra là mình giống như mình lan tỏa câu chuyện tình cảm cho mọi người tin thêm về tình yêu. Thì đó, nói chung là như một câu chuyện cổ tích vậy đó. Bởi vậy người ta mới nói là khi mà con người ta sống mà phải có tình yêu. Vì tình yêu nó sẽ gọi là đúng nghĩa là chắp cánh đó. Thì chắp cánh cho mình có thể bay lên cao, rồi có thể làm được tất cả mọi thứ mình muốn. Vấn đề ở đây là mình chọn lựa như thế nào để mà mình có được cái hạnh phúc viên mãn của mình. Thì tụi em đã gọi là đã làm được cái điều đó đó. Chọn lựa hạnh phúc, chọn lựa yêu thương đó, đúng không? Thì rồi hôm nay là hạnh phúc của các bạn có được là nhờ là hạnh phúc là lựa chọn. Mối tình này đẹp quá, không có muốn qua cái trang 2 đó. Không muốn hỏi phần 2 chị nữa. Không muốn hỏi phần 2. Nhưng mà không được chị ơi, mà như thế nào đi nữa nó cũng phải có tật xấu. Cho nên là phải có cái phần 2 đó, gọi là chương 2. Nói về tật xấu thì chồng em cái đó với em không phải là tật xấu, mà là khuyết điểm của anh. Tại vì anh bắt buộc không có đôi chân, thì anh không thể làm những cái điều, những cái việc đó, ví dụ như là quần áo thì không thể bỏ gọn gàng ở một chỗ được. Khi mà đi làm về vận động nhiều quá, vết thương nó sẽ bị đau. Thì mệt quá không thể đi tắm nổi, sẽ lười tắm. Thì đó kiểu như với gặp vợ chồng khác, người đàn ông đó sẽ là tật xấu. Chồng em thì không hút thuốc, không uống. Có gà lăng không? Dạ thì rất là gà lăng. Gà lăng thì chồng em là xuống lọc rồi. Lúc yêu gà lăng rồi lúc lấy nhau về còn gà lăng không? Dạ còn. Kiểu quan tâm nhiều hơn.
đối thì chồng em cũng có thể nấu ăn cho em luôn. Thấy em ăn cơm sao anh có thể nhắc anh rửa chén cho em thì anh cũng tự động đi rửa. Đó. Thì hôm đời quá đi. Chồng em hay nhõng nhẽo nữa. Về là nhõng nhẽo, mệt lùi cái là bắt đầu có thể lấy cái chăn không chơi, giờ anh đi không nổi nữa rồi, quá mệt rồi, không từ trường đi nữa được rồi. Em có giúp anh được không là anh ở dơ anh nằm lại luôn. Em chịu được, em chịu, em cũng phải chịu thôi. Em ép buộc phải đi lấy canh lau cho chồng em. Rồi cho anh thoải mái hơn. Lúc thấy thương là mình phải đi lau. Thì giờ em có muốn chồng em thay đổi điều gì không? Có một điều là em muốn chồng em là không phải tin đúng mà quan tâm bản thân mình nhiều hơn. Chồng em giống như là suy nghĩ cho gia đình, suy nghĩ cho những người xung quanh quá nhiều. Bỏ buồn bản thân mình lúc bất thương bị đau. Bảo anh nghĩ thì anh cũng không chịu nghĩ. Anh cứ cố gắng phải đi làm cho mình được. Về tới nhà nhiều khi trở trời thì cái vết thương nó bị co giật. Anh cũng không bao giờ nói, anh im lặng. Em rất là sợ chồng em đã sức khỏe đã yếu rồi. Vì những cái lo toan đó mà chồng bị bệnh, em không thể nào mà chia sẻ cái nỗi đau đó được. Em chỉ muốn nhìn thấy anh ở bên cạnh em thôi. Em có thể cùng anh cố gắng được. Em luôn hài lòng. Em không phải là muốn cho mình nuôi thật nhiều tiền, phải thật nhiều có hay là cái gì hết. Em chỉ muốn chồng nhìn thấy chồng em mỗi ngày thôi. Không. Này. Cưng dễ sợ. Bây giờ tới Khánh đi. Vợ có gì xấu không? Thực ra thì tụi em mới cưới nên cũng em chưa biết nhiều về tật xấu của vợ. Nhưng mà cái mà em cảm thấy vợ em có điểm đó là không có chịu ngủ sớm hay rất là thức khuya. Rồi bắt đầu là nói thì không chịu nghe. Có nghĩa là bảo đi ngủ sớm thì không chịu. Rồi sáng mai rồi dậy trễ, rồi đôi khi có những cái buổi đi làm rồi lại không có đúng giờ. Kiểu như là mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng vợ thì vẫn cứ ung dung, vẫn cứ không có gọi là chịu follow theo mình ấy. Kiểu như là không có sắp xếp được cái thời gian. Thí dụ là live stream đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, chuẩn bị xong hết rồi, phải chưa xuất hiện. Vì vợ em chưa quen với cái việc mà live stream bán hàng á. Em thì quen rồi thì không sao. Đôi khi bình luận không có hay hoặc những cái bình luận không tốt á. Rồi vợ em xúc động rồi lại khóc nhè luôn. Khóc nhè. Dạ, rất hay khóc nhè. Giờ thay đổi chưa? Giờ thì không khóc ở đó, về nhà khóc. Một chút nữa gặp anh chị là bí quyết vượt qua những comment tiêu cực người ta chê mình. Rồi Khánh có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em cũng muốn là vợ em quan tâm sức khỏe mình nhiều hơn. Hiện tại bây giờ có con nữa, em cũng muốn là vợ. Đôi khi vợ em thấy em đi làm, em thấy vợ em mệt, nhưng em nói thôi vợ ở nhà nghỉ đi, nhưng vợ em không chịu. Kiểu như bắt buộc cứ phải muốn theo em vậy đó, kiểu như cứng đầu ấy. Không chịu đâu. Không chịu là giờ một mình anh đi thì sợ anh buồn. Tại vì lo cho em á. Lo cho em. Ở nhà nó còn lo nhiều hơn. Khi ở bên cạnh á mình cứ nhìn được đó là mình chắc ăn đúng không? Chị thấy chuyện của tụi em giống như là chuyện cổ tích á, thực sự mà nói luôn á, cái mối tình này nó rất là đẹp luôn. Thành ra chị cái biết là mong tụi em á giữ hoài cái tình yêu này. Chị muốn chúc cho tụi em là sức khỏe, bình an ha, rồi mẹ tròn con vuông. Cảm ơn tụi em rất là nhiều luôn. Vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Nhìn giống người nước ngoài quá hả? Chắc chắn đúng không phải là người Việt Nam. Bonjour monsieur, bonjour madame. Ủa là anh ấy người Pháp hả hay sao? Dạ, anh sinh ra tại Pháp đó cô ạ. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Madame. Enchanté. Monsieur, monsieur. Monsieur, monsieur. Bonjour monsieur là chào ông, rồi bonjour madame là chào chị. Đúng không? Chào chị. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Khó hiểu anh. Khó hiểu đúng không? Ủa, nhìn em nói được tiếng Việt đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ chào em. Chào vợ em. Bây giờ thì chắc lẽ là mời hai em tự giới thiệu về mình nha. Con chào chú Thường. Chào cô bạn. Chào khán giá có mặt cô đây. Con tên là Đình Hải Phan, con 34 tuổi. Đình Hải Phan tức là Phan Đình Hải, Đình Hải đó, đúng không? Ừ. Công việc của Đình Hải là gì? Phụ giờ bán hàng online. À, em có talk trực tiếp với khán giả không hay là em chỉ ghi bill thôi? Dạ, ghi bill là đóng hàng, là chăm chốt đơn thôi đúng không? Chứ không thì làm sao mà người ta hiểu? Dạ.
À, giờ mời em. Con là Đỗ Thị Mỹ Ngọc, thì năm nay con 33 tuổi rồi. Công việc hiện tại của con thì cũng là kinh doanh online hàng Pháp á. Với lại là con có một kênh YouTube về làm đẹp, thời trang và lại gia đình cuộc sống. Cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau vậy? Con với ảnh thì gặp nhau trên Facebook luôn. Nhưng mà cách đây bao lâu rồi? Dạ lâu lắm rồi, năm 2012 thì chú. Vậy là 10 năm rồi. Cái thời kỳ đó thì kiểu như con cũng bán online, mà con về thời trang, con hay thiết kế, con may đồ, con bán á. Thì con chụp mẫu luôn, thì ảnh không biết là sao ảnh thấy con, thì ảnh vô ảnh kết bạn, ảnh làm quen. Không nhớ kết bạn chưa? Con hay vợ con chưa? Không nhớ. Ô, bây giờ cuối cùng ai là người kết bạn trước đây? Anh kết bạn trước em mà. Cứ như vậy đi. Ủa nhưng mà nè, tại sao lại kết bạn với cổ? Tại lúc đó, tại năm sau đi Việt Nam nên muốn kết bạn đi làm bạn á. Rồi sau đó đi Việt Nam đi chơi với bạn á. Hiểu rồi, có nghĩa là năm sau là định có ý định về Việt Nam. Ừ. Cho nên là bây giờ kết bạn trước để về mình có thể là có bạn bè mình đi chơi. Ừ. Nhưng mà nó nghe nè, lúc đó là con đã có bạn trai chưa? Dạ thời gian đó thì con cũng có bạn trai á. Nhưng mà tới cái lúc mà ảnh về Việt Nam thì ảnh có hẹn con nhiều lần rồi, nhưng mà con không có gặp được á. Nghĩa không muốn gặp ấy. Còn 2 tuần nữa là anh phải về Pháp lại rồi á, thì anh lấy cái sim Việt Nam để anh gọi cho con, thì con mới tin là anh đang ở Việt Nam thiệt. Thì lúc đó con cũng bị mâu thuẫn với lại bạn trai cũ á, nên là con cũng buồn buồn á, rồi con đi gặp thử luôn. Và lần đầu tiên gặp anh ấy ở ngoài đời thì sao? To cao mà nói chuyện lớn lớn, mắc cười lắm nên con cũng ấn tượng. Giống bây giờ thôi. Kiểu nói tóc té xuống, rồi nước nó té xuống. Là sao? Tóc rớt xuống á, thì kêu tóc té xuống. Rồi Đình Hải thì sao? Lần đầu tiên mà Đình Hải thấy cô gái này ở ngoài đời thì con có ấn tượng gì về cô gái này không? Thấy nhỏ nhỏ, dễ thương. Có thích không? Có thích liền không? Cũng có chút chút. Dạ. Lúc đó con có bạn gái ở bên Pháp chưa? Chưa. Con về cái đợt đó, ngoài gặp bạn này ra thì con có gặp cô gái nào khác không? Nói thiệt. Nói thiệt đi. Dạ, chắc cũng một gái, một hai cô thôi. Là một hai cô thôi. Em, là co một đó. Hai cô với cô này nữa ba cô là chết rồi. Là con về thời gian được bao lâu? Dạ, khoảng một tháng ấy. Mà chắc là cô này là ấn tượng nhất đúng không? Dạ. Bây giờ sau đó hai đứa có tiếp tục đi chơi với nhau không? Dạ có, tại vì anh này á, thì có một cái anh bạn khác cũng là bên Pháp về chơi chung. Mà cái anh đó đã có một cô bạn gái rồi, thì cái cô đó đã chở xe đi rồi mà anh này không có ai chở. Lúc đó kiểu như con thấy cũng tội, không ai chở đi chơi nè. Rồi thấy cũng an toàn, có bạn rồi, nên con có đi theo con chở đi chơi gì đó. Lúc mà con đi với anh này 2 tuần lễ còn lại á, dạ. Có lúc nào mà con gặp cái một trong hai cái người bạn gái mà anh này anh chọn trước không? Trời ơi, sốc. Cái đó là con cãi nhau á, con định chia tay luôn rồi. Cái đêm đó cũng là cái đêm con đi làm ra trễ, xong rồi con định là không ghé đâu, con nói không ghé. Thì tự nhiên con lại thấy buồn buồn, con không muốn đi, muốn ghé để gặp chơi. Xong rồi thì con chạy qua, thì con đứng, ảnh ở cái khách sạn kế bên công viên 23 tháng 9 á. Thì con đứng ở bên đó, con định chạy qua đường, thì con lại thấy ảnh đi ra, ảnh đón một cái cô gái đi trong xe taxi đi xuống, mà lại dẫn vô trong cái phòng khách sạn luôn. Con đứng hình luôn, con đứng còn theo dõi. Xong rồi đâu 5 phút sau à, con thấy đưa ra lại đi về. Sao nhanh vậy? Xong cái con hỏi anh, con nói trời sao anh lại dẫn người khác vô, mà lúc đó là tỏ tình rồi. Cũng không phải tỏ tình mà là đã thể hiện rồi. Dạ. Mà lại dẫn cái cô khác đi vô trong nhà nữa. Cái anh nói thì đâu có gì đâu, thì anh nghĩ bạn bè cái nhà, anh coi đến về nhà của anh thôi, anh vô anh gặp tí xíu để nói chuyện thôi rồi chào thôi. Chứ không có gì hết. Thì lúc đó con cũng giận lắm, con nói không có vậy là không được, thì con rồi chia tay tùm lum tà la gì đó. Nhưng mà con có hỏi là anh làm gì mà anh vô phòng mà sao vô gì mà có 5 phút ra vậy? Anh kêu nói chuyện thôi chứ không có gì hết á. Con cũng giận một đêm, con về xong rồi mai con lại hết. Phải hỏi Hải nè, cái cô đó là cái gì của em? Đó là bằng thôi. Nếu mà nói chuyện ít như vậy, tại sao không nói chuyện ở dưới sảnh luôn? Dạ, tại con tưởng ít như vậy thôi, không có gì. Trời ơi, bây giờ mà nói chuyện còn như vậy thì cách đây 10 năm, lúc mới về chắc không có nói được chữ tiếng Việt nào đâu hả? Nói phải để ý lắm mới nghe được. Nói chuyện kiểu vậy là làm biến ghen luôn á. Cãi lộn được. Không có cãi được, cứ hỏi là cứ thì đó thì chứ vậy thôi. Bây giờ sao? Vậy thôi. Thì đó chỉ là vậy thôi. Đúng không? Dạ. Từ lúc mà con gặp ảnh cho đến lúc hai đứa quen nhau là trong vòng có 2 tuần thôi. Dạ con không tới được. Con gặp nói chuyện thì trước đó rồi, nhưng mà lúc mà ảnh về thì cái thời gian ảnh ở sắp về còn có 2 tuần thôi. Thì cái thời gian đó con gặp xong á là lúc mà
chở đi chơi á, về tới thì ảnh qua đường ảnh lại hôn lên trên má mình một cái đó, thì lúc đó mình lại nghĩ là ảnh có cảm tình với mình rồi, ảnh cũng muốn mở đèn xin anh cho mình biết rồi đó. Trong vòng 2 tuần ngắn ngủ đó thôi á. Xong rồi Hải về Pháp, rồi bao lâu Hải mới quay lại Việt Nam? Như năm sau á. Một năm mấy đó. Một năm là các bạn coi như là yêu xa nhau. Đợt đó thì con cũng không nghĩ là con sẽ yêu xa như vậy đâu. Mà con thì con biết trên Facebook của ảnh cũng có quen nhiều cô gái chân dài đẹp khác, thì cũng thấy có lưu lại hình rồi comment này kia đó, thì con thấy con cũng sợ. Mà cái thời gian đó thì hai người cũng tính sẽ là chuẩn bị giấy tờ để có thể một năm sau hơn để về đó, là lo làm giấy, nộp giấy rồi kết hôn. Một năm mấy sau là về nộp giấy, là mấy tháng là con đám cưới luôn. Kết hôn xong là tháng 5 kết hôn, là tháng 9 là con đi Pháp luôn. Ủa nhưng mà rồi sao các bạn lại không tiếp tục ở bên Pháp mà lại về Việt Nam? Tại vì con đi qua bên Pháp á, thì cái thời gian đó con mới qua là con cũng đi lấy hàng, con gửi về con bán như vậy đó. Thì một thời gian đâu một năm mấy á, thì con định bút vé là để con về con thăm gia đình thôi, hai chồng về thăm gia đình thôi. Nhưng mà về bên đây thì cái công việc của con khách mua nhiều á, rồi khách muốn con ở đây để có thể tư vấn chăm sóc nhiều hơn á. Rồi con thích ở đây, cái môi trường ở đây, rồi có thể con mua nhà ở đây nè. Rồi chồng con thích đồ ăn ở đây nữa, nên là con bỏ vé không về luôn. Con ở lại đây luôn. Dạ. Hải cũng chịu luôn. Dạ Hải chịu luôn. Bị ép đó, bị ép đó. Bị ép. Con thích món gì đây nhất? Món gì ở Việt Nam nhất? Bún thịt nướng, bún chợ Hà Nội. Các loại bún. Thích ăn bún. Dạ. Các loại bún đúng không? Dạ. Bún nước mắm. Thôi bây giờ chúng ta đến với phần hấp dẫn nhất đi. Dạ. Đó là phần khui tật xấu. Cái này con thích nhất, con chờ đợi tới ngày nay đấy. Chờ đợi đúng không? Thôi bây giờ con nói trước luôn. Dạ. Anh ấy có tật xấu gì nè? Chồng của con là nhiều tật xấu lắm, nhưng mà về với con thì cũng bớt rồi đó. Nhưng mà con kể những cái tật này nè, ảnh là hay đánh rắm hay thả bom á, nó hay chọc con á, nó hay chọc con á. Ảnh nó là hả, kiểu như thích mặc cái bộ đồ nào á mà thích cái áo đó rồi là mặc hoài luôn cô, kiểu như nó có rách nó có giãn á cũng mặc luôn. Xong rồi á hả, ảnh mà đi chơi ở đâu á, như con á thì con thích diện đồ, còn ảnh thì ảnh thích thoải mái. Ảnh mặc một bộ đồ cái gì quần thun rộng rộng một chút xíu, xong rồi áo cũng thun giãn giãn mát mát một xíu mang giúp Lào. Rồi còn gì nữa nè? Dạ tánh của ảnh thì vô tư lắm. Nhưng mà có nóng tính không? Dạ có, ảnh là hài thì cũng hài lắm, nhưng mà nóng thì cũng nóng dữ lắm luôn á chú. Ví dụ mỗi lần mà tới cái cơn mà nóng giận lên thì ảnh thể hiện như thế nào? Nóng tính đặc biệt là không bao giờ đánh đập con hết, mà chỉ có hét lên thôi. Hét lên rất là sợ. Hét sao đâu Hải? Chửi chính pháp á, chửi chính pháp á. Merde, putain de merde. Là cái âm lượng là cỡ đó rồi hả? Dạ to lắm, to gấp. Đâu thử coi, đâu có lúc putain, merde. Je l'ai marre. Rồi hiểu không? Dạ, anh chửi tùm lum tà la, giống như là khốn nạn rồi vậy đó. Chửi đi, dạ. Vô không hiểu, vô tức chân. Không phải lúc mà anh vô cái thế tức là anh không có nhớ tiếng Việt nữa, cho nên anh phải chửi tiếng Pháp đúng không? Anh có lãng mạn không? Người Pháp là cực kỳ lãng mạn. Nhưng mà anh ấy là sao? Trái ngược. Con cũng nghĩ là lãng mạn đó, nhưng mà không có lãng mạn đâu cô ơi. Thường thường anh không bao giờ anh nói yêu con hay thương con nhiều như thế nào đâu, mà hành động thì mình biết thôi. Ví dụ như hả, mỗi lần mà có một cái bộ phim gì đó mở sẵn anh chờ con vô xem chung á, thì mới coi, không thôi cái để dừng đó. Còn ăn một cái món ăn gì đó thì lúc nào cũng chừa cho con rồi gấp cho con ăn vậy đó. Ủa cái đó là lãng mạn mà. Bé này chắc có lẽ là thích kiểu mà lãng mạn mà thích bằng kiểu mà đó. Lãng mạn Hàn Quốc đó, đúng đó. Không? Hoa cỏ mùa xuân rồi này kia phải không? Nhảy nhót ngắm hoàng hôn. Dạ cái đó không bình có. Minh không có đúng không? Nhưng mà những cái hành động nhỏ như thế có thể gọi là lãng mạn đó. Thì cũng có một cái niềm vui riêng cho con. Hết rồi vậy là chồng con không có cái tật xấu gì hết trơn á, rồi sao ta? Chị con có mong muốn chồng con thay đổi gì không? Con mong chồng con kiểu như suy nghĩ nhiều hơn một tí xíu thôi, hơi vô tư á cô. Vô tư tức là bớt vô tư. Vô tâm lại ha. Bây giờ tới Đình Hải đó, vợ con có những tật xấu nào? Chửi con hoài, chửi con hoài. Con bị tự kỷ luôn không? Mệt chửi hoài. Ví dụ như những chuyện gì mà khiến con làm mà khiến cho vợ con bực mình và chửi con? Thì con hay làm biếng á. Vậy là hồi nãy con không kể cái tật xấu làm là biến. Tật làm biến. Con á thì con sẽ chốt đơn hàng này kia nè, thì nhiều khi ở trên chung cư cao á thì ship sẽ tới giao hàng nè, rồi lấy hàng này kia á. Thì mỗi lần mà trưa nhiều khi con mệt á, cái ship tới gọi lấy điện lấy hàng á, thì con kêu ảnh thì ảnh đang ngủ. Con kêu á thì ảnh quạo, ảnh kêu đang ngủ mà kêu xuống lấy hàng á. Thì cứ con ngày nào con cũng tới trưa là con dạy kêu dậy đi lấy hàng thôi, cái quạo con.
Quả con cái con chửi. Dạ con chửi, con nói phải viết phụ lúc, chứ lúc con chưa mà chửi người ta ngủ mà đúng không? Ngủ không, không đi ngủ. Đúng rồi. Con nói tiếp đi, còn cái gì nữa? Không có gì, không có gì khác nữa. Chỉ có cằn nhằn hay chửi mà có qua có lại mà, tại con làm biếng nó mới chửi con mà. Đi toilet cũng chửi rồi. Hả? Đi toilet cũng chửi. Ngồi toilet lâu lắm luôn. Tại vì nhiều lần á nên sao đi toilet mà rồi. Đi toilet lâu không? Bao lâu không? Dạ. Bắt ý thì đi toilet thôi, không phải con trộm đi toilet đâu, đúng không? Anh có biết dùng cái từ khác được không? Không có sao cả. Người ta đi nhiều lần cũng chửi người ta nữa. Mà một ngày đi mấy lần lận? Chắc cũng hai ba lần. Hai ba lần. Một lần bao lâu? Sáng dậy đi ế. Ăn sáng xong gì? Buổi trưa dậy xong gì ế nữa. Là cũng chửi. Chửi quá. Trời ơi, người ta tiêu hóa tốt. Ở trong nhà cứ đi suốt vậy thôi, con nó mất thời gian ghê luôn. Ghiền. Ủa nhưng mà ở nhà ai là người chăm con nhiều? Dạ thì ảnh cũng chăm nhiều á. À. Con có thuộc bài hát mà tiếng Pháp nhiều không? Hát tặng khán giả một bài đi. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Est-ce possible alors? Je ne sais pas. Je demanderai à cette personne. Cái nghĩa là cái gì? Là có người ta nói yêu mình mà không biết có chắc chắn không? Nên đi hỏi người ta có phải thầy không? Thực ra chồng con mắc cười lắm nha. Bình thường vậy nè, nhìn nó thì sẽ giống người Pháp, nhưng khi mà hát lên thì giống người Hàn Quốc. Dạ, trời ơi, ai cũng nói luôn. Hồi nãy bước lên là chú tưởng là người Hàn Quốc. Ngọc biết không? Cái cách lãng mạn của chồng con là đúng, thoải mái, có thể thoải mái mọi lúc mọi nơi, những cái gì mà mình thấy là mình thích là mình làm, thì là cái cách lãng mạn của chồng con là khớp với cái cá tính đó luôn. Thành ra là con đừng có bao giờ nghĩ là chồng con không lãng mạn với con nha, chồng con rất là lãng mạn luôn á. Được chưa? À, bây giờ tại sân khấu này con có thể nói một lời gì đó với vợ con. Anh muốn nói anh sẽ yêu mệt anh mãi mãi nha. À. Rồi. Rồi, em sẽ yêu mãi mãi. Xin cảm ơn hai con. Ngay chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần sau. Này anh hiền. Thứ hai này không rượu chè, không bài bạc, không gì hết. Đúng tâm điểm em đang chọn. Chứ không kê chứ thôi kệ cũng quen thử. Các bạn cũng đã lớn tuổi rồi. Gia đình có hối cưới không? Thì đó cũng bị hối đó anh. Cái này hối bác sĩ hối thôi. Em bị thấp cưới luôn á. Sao bác sĩ hối kìa. Không hối. Ông Lầy ông mới nói kìa, bác sĩ hối kìa. Bác sĩ không chưa hối mà, ba mẹ em ba mẹ hối. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp theo sẽ đến với câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai này. Không biết đây là những câu chuyện gì. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng này. Chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân ạ. Em tên là Tài. Em năm nay em 35 tuổi. Công việc của em là em làm shipper cho shop của vợ em. Làm shipper cho shop của vợ. Như vậy là hai cặp vợ chồng ngày hôm nay giống nhau ở một chỗ là vợ đều là như là kinh doanh online. Kinh doanh online. Đó, và anh chồng, mấy anh chồng đều là shipper. Phụ cho vợ, hỗ đó. Trợ cho vợ và trong chúc đơn. Rồi xin mời. Dạ em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Thùy Vân, năm nay em 35 tuổi. Rồi, là Vân nói về công việc của Vân đi. Dạ, hiện tại em đang làm cho thuê, mở một cái shop cho thuê trang phục biểu diễn. Tài là có cái biệt danh gì không? Có nghệ danh gì không? Dạ, em ở công ty cũ thì đặt em là Tài Nhớt, còn ở xóm em đặt em là Tài Lầy. Ôi, Nhớt với Lầy ha. Nói chung là hai cái cũng kỳ phùng địch thủ. Hai bạn gặp nhau trong... đoán à? Em đoán thử. Đoán là sao gặp nhau ta? Tức là ông Tài Lầy này nè, trong một cái lần ở công ty lúc ông, đó là ông là Tài Nhớt nha. Đó, tổ chức một cái lễ hội gì đó và ông cần có như là thuê những cái bộ trang phục cho cái nhân viên để mà cái như hóa thân, thì ông đi tới cái shop của cái cô này và ông gặp cô này và ông lầy lội quá và bị cái cô này coi như là cổ la mắng. Đó, cổ thể hiện, ảnh tức và ảnh quyết định ảnh cua cho bằng được và cuối cùng là họ quen nhau, đúng không? Dạ sai rồi ạ. Sai, em sai quá rồi. Thôi giờ hai đứa nói đi. Nói đi. Làm sao nè? Em gặp anh cách đây 2 năm về trước. Là hai đứa tình cờ gặp nhau ở trên Đà Lạt. Dạ, em với anh là có một người bạn làm ở trên Đà Lạt bên trang trại chăm sóc thú cưng. Tình cờ với em gặp nhau ở đó. Mà hôm đó là em đi Đà Lạt một mình. Dạ, em đi Đà Lạt với đứa em gái. Rồi Tài cũng đi một mình. Dạ.
Em hứa với bạn em, bạn em là Tết em sẽ lên đó em chơi. Rồi vô tình gặp vợ em thôi. Chứ không, nói chung là không có gọi là... Không có tính trước. Dạ, không có tính trước vậy. Rồi. Lúc đó là hai đứa chưa có âm mưu gì về nhau cả. Em có ấn tượng gì về cô này không? Dạ không, em không có ấn tượng sao quen với người ta. Em bị gà chị ơi. Bị gà, đâu nói cái ai gà, nói đi. Dạ, thì bạn thân của em cũng là bạn thân của em của em, vợ em. Rồi, em của Thùy Vân, đúng không? Dạ, cho nên là cũng kiểu như là... gài để em gặp sao đó. Tính kêu thôi ông ơi, tôi thấy bà Vân cũng được, ông hốt đi. Rồi thôi bà ơi, tôi không thích yêu quen xa đâu, xa lắm. Em cũng chẳng xin số điện thoại, em cũng chẳng xin Facebook gì đâu. Vợ em cũng có nhiều bạn tin theo đuổi lắm. Xong rồi khoảng đợt 30 tháng 4 năm trước, bạn thân em với em của vợ em có mở cái quán chiêu bên quận 4 á. Xong rồi cũng gài em coi đó, bây giờ tôi mở cái quán đó, ông cũng có cổ phần trong đó. Ông qua đó, ông trong cái quán đó, sẵn ông trong cái bà này luôn cho tôi. Thế là em bị dính trong luôn bây giờ. Oh, anh nói em gài người ta có không em? Em phải quật khởi lên cho chị. Dạ, không có chị. Đúng không? Chị cũng nghĩ là không có. Dạ, không có. Đó là em với chồng em là bị gài thôi. Bị ông bạn gài. Gài gì nè? Dạ, gài vào cái đúng dịch. Cái là bọn em không làm nữa. Bọn em đóng cửa quán. Thế là bọn em mới kêu thôi vậy thì dịch không bán được nữa thì về lại shop. Để phụ shop. Trong thời gian dịch thì bọn em mới kêu là dịch như thế này thì chắc chắn là sẽ không có ai thay đồ. Tiếp tục bọn em mới kêu thôi mình ở Lâm Đồng thì mình nhập rau ở Lâm Đồng về bán. Trong 4 tháng dịch cung cấp rau xung quanh quận chỗ em ở. Trong 4 tháng đó là bọn em ở với nhau là phát sinh tình cảm trong thời gian. Phát sinh tình cảm tức là... Ủa như vậy là đâu có gài ở chỗ có quán chiêu. Có gài. Vì là anh này là cái thời điểm đó là đang giận bố mẹ. Không về. Em hay lông bông, em hay đi lắm. Không về nhà. Vậy là ngủ ở quán. Ngủ ở shop. Tại vì cái shop đấy là nó có một cái giường tầng. Em với lại bạn thân em thì nằm giường dưới. Còn con em gái em thì nằm giường trên. Còn chồng em thì lúc đó nằm ở cái nệm. Ở dưới đất. Dưới. Dạ. Rồi lâu lâu vậy em bị rớt xuống dưới đất đúng không? Dạ không rớt được chứ. Không rớt được. Dạ. Thế trong khoảng thời gian đó thì anh bị ốm. Thế là không có ai chăm thì em chăm thế là. À thế là nảy sinh tình cảm. Hai người lớn tuổi rồi. Về với nhau đi góp gạo thổi cơm chung. Thứ nhất là cái anh này anh hiền. Thứ hai này không rượu chè, không bài bạc, không gì hết. Đúng tâm điểm em đang chọn. Biết thông kê chứ thôi kệ cũng quen thử. Các bạn cũng đã lớn tuổi rồi. Gia đình có hối cưới không? Thì đó cũng bị hối đó anh. Cái này hối bác sĩ hối. Cái này là bọn em bị thấp cưới luôn á. Sao bác sĩ hối kìa. Không thôi. Ông này ông mới nói kìa. Bác sĩ hối kìa. Bác sĩ không chưa hối mà ba mẹ em ba hối mẹ rồi. Hối. Thấy chưa, bị hối thấy chưa. Thế bởi vì mình phải lừa mình. Ông nói xong cái là mắt ông lấm lét liền mà tôi nghe được rồi. Bây giờ nè, bác sĩ hỏi cưới hay gia đình thúc cưới? Gia đình hỏi cưới. Bây giờ có em bé chưa nè? Dạ chưa. Chưa có hả? Dạ. Rồi giờ lấy về rồi sao? Tới cái phần kia đi, phần kia đi. Đúng rồi. Hỏi dù tật xấu luôn đi. Chị đang hỏi nè. Tật xấu của anh nhiều lắm ạ. Chắc chắn là lầy rồi nè. Dạ. Thì lầy là chắc chắn rồi, biệt danh luôn mà. Nó tay lầy má, nó tay lầy. Dơ. Dơ nữa. 2 ngày hoặc 3 ngày mới tắm một lần. Trời ơi, sao không sợ nước gì em tại lại. Mơ thức thì đi tắm, còn không là thôi khỏi luôn. Rồi mãi chơi. Mãi chơi. Mà chơi những gì? Chơi game trên điện thoại á. Chơi mà bỏ ăn mãi bỏ vợ luôn hay sao? Mãi chơi mà quên tắm luôn hả trời? Dạ, mãi chơi quên tắm luôn á. Có hôm anh kêu thôi, không tắm thì ngủ dưới đất đi. Không có cho đụng vô người đúng không? Dạ. Rồi ổng có vô ổng khắc phục ổng tắm để ổng đụng được không? Khi lên giường là lúc đó 10, 11 giờ đêm rồi thì con cũng kêu thôi lỡ rồi khỏi tắm được. Nằm tạm đi, xong ngày mai sáng sớm dậy tắm cho nó tốt. Nằm tạm đi, đó. Tắm nằm xong tắm hai con phải là giặt chân da gối đệm thôi. Thấy vợ thương không? Phải khắc phục, đó là tật xấu rồi, phải khắc rồi. Phục. Còn tiếp tục. Tật gì nữa không? Đi vệ sinh là mang điện thoại và chơi có thể ngồi trong nhà vệ sinh 2 tiếng đồng hồ. Trời ơi! Có thời gian đâu ông đi shipper không tại lại? Khi nào có khách bốc hàng, bốc đồ em ăn đi shipper. Tại vì khi ship nào mà. Có khách order hàng thì anh mới đi thôi, còn không là anh ở nhà. Tại vì đồ của em làm theo mùa chứ không phải là... Lấy đồ với sắp xếp đồ quần áo. Chứ không phải là theo gọi là thường ngày á. Rồi chồng có lãng mạn không? Dạ, khô cằn lắm. Không một chút lãng mạn, không một chút tỏ tình. Rồi sao chấp nhận lấy ổng? Thì nhìn thấy anh hiền với lại tính tình của anh cũng dễ thương. Quen ông này, lấy ông này cũng có cảm giác là bình an. Cái chuyện mà cái cảm giác bình an kế bên tài lầy là coi như là thấy là an tâm rồi đó. Dạ. Có đúng không? Luôn luôn phải là như vậy thì mới là vợ chồng đó. Dạ.
Bây giờ Vân muốn Tài thay đổi điều em gì? Em muốn là anh giảm bớt chơi game lại. Đó, ông nghe không ông? Vợ chồng son đó ông Tài? Xuyên tắm một... Xuyên tắm, bớt chơi game. Thì tôi sửa. Tôi sửa sao được? Tôi sửa. Tôi sửa. Ủa, tôi sửa. Rồi bây giờ ông phải cho cái thời hạn đi. Bây giờ bao lâu nè? 6 tháng, 5 hay 2 năm? Dạ, 6 tháng ạ. Cái vụ tắm là nên làm liền. Đúng game không? Thì có thể từ không từ không. Nhưng mà tắm là làm liền. Lên đây mà đã hứa là sẽ chắc chắn là sẽ thực hành, thực hiện nha. Rồi bây giờ tới tại đây đó. Vợ ông có những tật xấu gì? Dạ, vợ em có tật xấu là cái mặt lúc nào cũng gọi là hài hước á. Những cái lúc mà em cần nghiêm túc mà nhìn mặt bả cái là em hết nghiêm túc được luôn. Dạ, chắc mặt ông không hài lắm. Mặt ông hài không bả luôn á. Em không có hài. Có khi nào mà em dẫn bả đi vô đâu mà em sợ nhìn mặt bả không? Có, sợ dắt bả đi đám ma thôi mà. Dắt sợ nhìn mặt bả cho rồi em nghĩ luôn á. Có gì nữa, có gì nữa nè. Em bả hay cà khịa mấy đồ vạch á. Ví dụ như đang ở bên quán mà hồi đó em làm quán chiêu á, cái két bia người ta để trong góc rồi, bả đang đi bả đáng đưa quất cái chân đá cái nó để cái chân nó bị sưng được. Ủa cái mắt mới vậy, cái két bia nó nằm chỗ đó mắt mới không né né nó ra mắt mới đá chúng nó. Hoặc là cái kệ mà người ta để trong góc rồi, bà đắng đi bà quất bục cái chúng cái tay gì để cho cái tay tím kìa, nó cũng quất giống cái kệ đâu ai quýnh đây mà. Rồi vậy là Tài nó không nói xạo nha, cái chân là tím nhiều lắm đó, hay cà khịa đồ vật lắm, nói chung là cứ đi gặp cái gì đá cái đó hả? Là cà khịa đồ vật, né rồi mà né không kịp, né bên này thì ba bên kia đấy là hay bị đụng này đụng kia đó. Tự nhiên đụng xong người tím mà mất công người ta hỏi ủa bị chồng quýnh hay sao người tím dưới vậy, cái là chết em luôn mà em có giờ em quýnh đâu. Rồi cái gì nữa Tài? Dân kinh doanh vậy chắc tính toán đồ dữ lắm đúng không? Không tính vợ lắm đâu. Đâu tính bây giờ kiểu như 6 x 3 = 18, bà không tính 6 x 3 = 18 đâu, tính 6 + 6 = 12 xong mà cộng 600 đó là 18. Gọi là một cái gọi là tính toán gọi công cành lằng ngoằng. À, ủa gì ở nhà tính tiền thì là ai tính? Bắt là bà tính, nhưng mà bà không có tính móc, như người ta móc mấy mới tính ra tính thật là bà tự bà làm cho bà khó hơn. Ví dụ như 6 × 3 = 18 thì bà không tính 6 vậy 12. Đúng rồi, bà tính là 6 đâu có 2 × 6 = 12 à, cộng rồi 12 mới cộng 6 thành ra 18 đó. Chà, em khoái tính vậy đó hả? À, thì em tính về cho nó kỹ. À, bởi vậy bà mới hay va vô đồ vật á, đi một đường không chịu lằng ngoằng chút em xíu là tính đúng. Tính nhiều quá đúng không? Rồi nè, có ghen không? Ghen dạ có ghen nhé. Đâu ví dụ coi, kể chuyện ghen chơi. Ghen là hôm bữa hồi lâu rồi, con bạn em nó em chơi chung với mấy gọi là nhiều bạn bè lắm, có bạn kia nó nhắn tin cho em yêu anh đồ các kiểu, nó nói bà la gì các thứ á. Xong rồi vô tình hôm đó em đang sạc pin, bà nhặt điện thoại bà cầm bà coi xong mà mặt xị đóng. Xong rồi gặp con em vợ em với các bạn thân em á, thấy mặt bà xị đóng rồi, ủa có chuyện gì vậy? Cái ông Tài đang quen tôi mà ông nhắn tin yêu đương với con khác. Thế là ghen nguyên ngày đó. Xong rồi em phải nhờ hai người đó gọi là dàn xếp. Em đang đọc để cho em đọc xong đi, rồi sẽ thích sau, anh sợ. Thế là đến khi em lục đến điện thoại thì anh thay đổi mật khẩu. Ừ. Trước đây điện thoại anh không dùng mật khẩu. Còn cái anh dùng mật khẩu thì mình phải suy nghĩ chứ chị. Vậy là ông Tài em có cái tà rồi. Thế nên là khi em mới giận. Bây giờ Tài mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì nè cưng? Em muốn vợ em thay đổi là bớt gọi là tính gọi là lằng ngoằng giùm em cái. Lấy tính lúc khách người ta cần gấp mà tính lằng ngoằng là mệt lắm. Với lại mặt nghiêm túc giùm em cái đừng có ấy. Mặt càng nghiêm túc càng hề nghe, chị nói cho em biết á. Bây giờ mặt anh pin mà càng nghiêm túc càng hề đó, chị nói thiệt đâu, luôn á. Đâu có hề đâu. Đó, nè, đó cái mặt nghiêm mà chị không cười sao được. Thực ra là vậy nè, chị thấy hai đứa tụi em bây giờ đang vui quá. Bây giờ là đang bắt đầu là phải cọ sát với nhau đó. Dạ. Để coi là bạn này có cái gì mà chưa hợp với mình, bạn kia có cái gì mà mình còn thấy khó chịu. Thì thành ra là tụi em nên là có những cái trao đổi trực tiếp với nhau. Hai đứa phải mất một năm để mà có thể hòa hợp với nhau. Dạ. Đó, về mọi phương diện. Ok, xin cảm ơn hai bạn.